nghiệp, đặc biệt dùng phục vụ cho nghề trồng dâu nuôi tầm ở địa phương, cũng như nhiều làng nghề thủ công truyền thống khác, làng nghề đa năm cũng trải qua biết bao thăng trầm để tạo ra một chiếc mâm bền đẹp, đòi hỏi sự kỳ công, khéo léo và tính cẩn thận của người thợ đan. Chiếc mâm được ví von như là những bà mai vậy đó, bởi chặng đường đi từ những con tầm ăn dâu dặn kế đến một tấm lụa hoàn mỹ thì chắc hẳn không ai có thể thiếu sót mà quên đi hình ảnh chiếc mâm tầm. Và trong ngày hội Hoài Ân ngày hôm nay, chúng tôi cũng được tôn vinh nét đẹp văn hóa, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của làng nghề đan nông đến toàn thể quý vị. Ban tổ chức chương trình ngày hội Hoài Ân quyết định thực hiện chiếc nông tầm lớn nhất Việt Nam để xác lập kỷ lục Guinness. Chiếc nông tầm lớn nhất Việt Nam với đường kính 4,5 mét. Từ xưa đến nay khi nhắc đến trà Việt thì chúng ta thường nhớ ngay đến những địa danh như là Thái Nguyên, Hà Giang hay là Bảo Lộc, và cũng ít ai biết rằng ở Hoài Ân cũng có một vùng vang bóng một thời, đó là vùng trà Gò Loi. Quả thật là như vậy, với danh tiếng từ trước và tiềm năng phát triển thuận lợi thì sản phẩm trà Gò Loi có đủ sức cạnh tranh với các danh trà khác, và với người trồng trà Gò Loi, họ ngày càng có thêm niềm hy vọng hương trà trên vùng đất Trung Du này sẽ lan tỏa không chỉ ở các tỉnh thành trong nước mà còn vươn tầm ra thế giới. Và trong ngày hội Hoài Ân ngày hôm nay, chúng tôi muốn quảng bá một đặc sản của vùng đất Gò Loi, Hoài Ân đến quý vị khán giả, thông qua đó góp phần khôi phục nghề truyền thống và phát triển kinh tế của địa phương. Ban tổ chức. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả kính mến, ba sản phẩm vừa được xác lập kỷ lục chính là những sản phẩm đặc biệt của tất cả quý vị sẽ vang lên để cùng chúc cho sự thành công của ba sản phẩm được xác lập kỷ lục trong ngày hôm nay. Tràng pháo tay lớn hơn nữa được không ạ? Dạ, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay sau đây xin được mời toàn thể quý vị đại biểu cùng tham quan ba sản phẩm vừa được xác lập kỷ lục Guinness tại khu vực ở phía bên tay trái của quý vị ạ. Và sau đó đúng rồi,
đem những quầy đi lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.